Sáng ngày 4 tháng 10, tàu 463 vùng 4 Hải quân đã cập quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, bàn giao 4 ngư dân bị nạn khi đang lao động trên quần đảo Trường Sa. Trước đó, tối ngày 25 tháng 9, khi đang tham gia đánh bắt cá trên khu vực cách phía đông bắc đảo Sinh Tồn Đông khoảng 12 hải lý, tàu cá BD98759TS do ông Nguyễn Văn Thuận làm thuyền trưởng, ngụ phường Tam Quang Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trên tàu có 4 ngư dân bị mắc cạn, biển động, có nguy cơ bị phá nước. Thuyền trưởng tàu cá đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được lệnh, tàu Trường Sa 12, lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển đã nhanh chóng đến vị trí tàu cá bị nạn cứu ngư dân. Tuy nhiên do tàu bị mắc cạn lớn, biển động mạnh nên tàu Hải quân không kéo tàu bị nạn được. Đến ngày 29 tháng 9, 4 ngư dân được tàu Trường Sa 12 tiếp tục được đưa về đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chăm sóc. Sau đó, tàu 463 vùng 4 Hải quân đã đón 4 ngư dân từ huyện đảo Trường Sa về đất liền an toàn.